Dạ, xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Chào mừng đến với video mới nhất trên kênh hôm nay. Thì tiếp tục giao lưu tại nhà vườn của anh Hoàng Sơn tại quận Ô Môn của thành phố Cần Thơ. Thì mời quý cô chú hôm nay cùng theo dõi một số cây trong vườn của anh giới thiệu để giao lưu. Thì con thấy gồm có kiều hùng nè, me, rồi khế, bông trang, một số cây để bàn thì khá là xinh xắn duyên dáng. Thì rất mong quý cô chú xem và ủng hộ cho anh. Rồi em Thảo cũng dạ, hỗ trợ cho anh để giới thiệu cùng quý cô chú. Rồi anh chào Thảo ơi. Dạ em chào quý cô chú anh chị ạ. Hôm nay rất là vui ạ, đến giờ quý cô chú anh chị đến với nhà vườn Hoàng Sơn ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Hôm nay thì bên em cũng có một số cây giao lưu, mong quý cô chú anh chị ủng hộ kênh em ạ. Số điện thoại của nhà vườn em là 0967979438 ạ. Rồi, quý cô chú yêu mến thì ủng hộ cho anh cũng như đăng ký kênh ủng hộ để cập nhật những clip mới nhất theo quý cô chú. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đầu tiên hôm nay mình có một cây gì đây em? Rồi, đầu tiên em giao lưu là một cây khế chua ạ. Khế chua ha. Khế chua ghép khế Nhật. Rồi, khế chua ghép khế Nhật quý cô chú ơi. Rồi xây xây giúp anh chậm chậm nữa ha. Rồi, mã cây của mình là 1A ha. Một cây khế chua quái ghép khế Nhật ha quý cô chú. Khế Nhật thì lá nó nhỏ vậy nè quý cô chú. Lá nó nhỏ, bông trái nó nhỏ luôn, nó thích hợp mình chơi bonsai. Đó. Cây này thì đặc biệt cái bể đế nó rất là độc đáo ha. Nó cũng có một cái mặt cắt luôn, một cái đặc điểm này chút xíu chỉ sau luôn. Rồi em em quay vòng đó đi, quay nhẹ đưa cái mặt tiền ra. Rồi đúng rồi. Rồi, vị trí này đi. Rồi. Cây này mình cũng có thể phối tiểu cảnh chơi đó quý cô chú, cái bể đế này. Ký đá gì đó. Rồi đo giúp rồi, anh chiều cao luôn. Cung cấp một số thông tin của cây luôn ạ. Cây này nó cao tầm khoảng 63 nha. Rồi, cao 63. Dạ. Tán rộng được nhiêu đây em? Tán rộng của cây này tầm khoảng 60 luôn. 60. Dạ. Cây này nó rất là giót nha quý cô chú. Cái ngọn nó nhỏ xíu à nhưng mà cái bể đế dưới nó to. Rồi, em đo cái hoành thân ở chỗ này ha. Rồi, hoành thân ngay cái eo đó đi. Dạ, ngay cái eo này tầm khoảng 39 nha. Rồi, 39. Dạ. Rồi, giờ từ từ anh. Đây đo hết cái bể đế này giúp anh đi ha. Nó có một cái chân nhìn này quý cô chú ha. Dạ. Đi qua. Cái bể đế này tầm khoảng 76 á. Rồi 76, em đo giùm anh một cái vị trí sát cái ngọn này giúp anh cái đây ha. Dạ. Cho quý cô chú thấy cái cây nó to nhưng mà nó bóp cái ngọn lại. Rồi. Khá là độc đáo quý cô chú. Rồi cái ngọn mình cái eo tầm khoảng 17 luôn đó. 17 ha. Dạ. Rồi trên này nó có cái mặt cắt đây nè quý cô chú. Mặt cắt này thì nó cũng sành. À, xung quanh thì nó bo vô vậy nè. Mặt cắt này cũng khá lớn. Rồi quay giúp anh vòng đây ha. Dạ. À, bể đế nè. Mình có thể phối tiểu cảnh hoặc phối đá cho cây này, nhìn cũng hay á quý cô chú. Rồi cây này giá sao đây? Rồi, Thảo cây ơi. Đầu tiên em giao lưu mã 1A giá 3 triệu mốt luôn ạ. 3 triệu mốt ha. Dạ. Không chậu em ha. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ, bao ship toàn quốc luôn ạ. Nhà vườn Hoàng Sơn thì bao ship toàn quốc ha quý cô chú. Rồi. Rồi tiếp tục luôn. Tiếp theo là cây kiều hùng ạ. Mã số 2A luôn. 2A. Dạ. Một cây kiều hùng quý cô chú ơi. Cây kiều hùng cái tên rất là đẹp ha. Đây, cái bông nó nè quý chú. Rồi em dừng nè. Cái bông nó rất là đẹp luôn. Bông nó màu hồng hồng á quý chú giống như là cái bông hoa còng vậy đó. Mà nó đẹp lắm. Một cây kiều hùng. Rồi vị trí này luôn Thảo ơi. Rồi. Cây này cũng cây có này cái tàn khá lớn quý cô chú. Rồi em cung cấp một số thông tin của cây luôn. Cây này nó cao tầm khoảng 83 quý cô chú. Rồi 83. Dạ. Tán rộng nó được như thế này. Tán rộng tầm khoảng 80 ạ. Rồi 80. Khá là to ha quý cô chú. Rồi em đo dưới cây đây nha. Cây này mình hoành thân tầm khoảng 26 luôn ạ. Rồi hoành thân 26, đế nó có luôn. Em quay vòng cho anh luôn đi. Rồi. Cốt chia ra 3 tháng 9 heo chú, có đế luôn. Tại cạnh người ta cũng nuôi cũng khá to. Cái này mình chơi một cái tàn rộng đặt nó có hoa rộ nhìn rất là đẹp quý cô chú. Rồi cây này giá rồi, sao đây em ơi? Cây này em giao lưu giá 1 triệu rưỡi bao ship luôn. 1 triệu rưỡi em ha. Dạ, 1 triệu rưỡi ạ. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo rồi, mã. Tiếp theo em giao lưu cây mã 3A. Cây me chua của bác anh chị ơi. Rồi một cây me thái hả quý cô chú. Me thái thì đọt nó đỏ quý cô chú. Me thái
Rồi, cây này dáng rất là độc đáo luôn, dáng quái, lắc lượng, nhưng mà nuôi tay cành cũng khá lớn, tay cành nó già. Rồi quay quay đẹp. Rồi, rồi vị trí này giúp anh đi. Dạ cơ. Cây me chua ha. Một cây me này chua. Mã là 3A. 3A. Dạ. Đây một số nhánh. Rồi, số thông tin của cây ha. Cây này cao tầm khoảng 50 á. Rồi. Dạ. Có sữa chì cành sẵn hay không chú? Chì cành sữa rồi. Cũng khá lớn á. Để ngang của cây là tầm khoảng 60 ạ. Rồi, ngang 60. Dạ. Quần thân luôn em ạ. Quần thân đo chỗ này. Quần thân giúp anh luôn. Chỗ này khoảng 11 ạ. Rồi 11, dạ. Cái đế nó vậy nè hả chú? Cũng có đế. Rồi. Nhìn phía dưới lên ha, cái thân nó rất là đặc biệt với cô chú quái. Đó, chi tay sắp sẵn cũng khá già rồi. Về với cô chú héo tay mình đệm dây lại ha. Rồi giá luôn em ơi. Rồi, cây me chua này giá tầm 1 triệu 3. Rồi, 1 triệu 3 quý cô chú ơi. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship ạ. Rồi, tiếp tục luôn. Tất cả các đơn hàng của em thì em gửi qua Viettel Post nha cô chú. Rồi. Dạ. Rồi, tiếp theo em giao lưu là một cây me nữa ạ. Mã của cây này là 4A. Cây me chua quái nữa quý cô chú. Quay quay giúp anh vòng đi. Dạ. Cây này thì đang nằm trong cái bầu của chú, để cái chậu mình tượng trưng thôi, để nó đẹp thôi. Đó. Cái đường thân nó rất là độc đáo. Quay qua luôn đi em, quay qua quay. Rồi, vị trí này đi. Dạ. Đây. Mẹ ha. Nó còng sát xuống đây heo dạ. Chú rồi bắt đầu nó dương ra lại. Rồi, cây cao tầm khoảng 42 luôn ạ. Rồi. Dạ. Cái chiều dài nó được nhiêu đây? Tàn khoảng 45. Rồi, tàn 45. Thân của cây mình được 12 à. Thân 12 ha. Dạ. Cũ thì nó cuộn cuộn cho nè quý cô chú. Nằm hết cái rễ trong cái bậu này luôn à. Chậu demo. Rồi, cái chậu là demo thôi. Rồi, giá sao đây em ơi? Rồi, giá này cây giao lưu 800 ngàn à. 800 hả em ạ? À? Dạ, 800. Rồi, cây này chỉ 800 thôi quý cô chú ơi. Bao ship toàn quốc cho mình luôn. Dạ. Rồi. Cây tiếp theo à. Rồi, tiếp theo mình có cây rồi, gì? Tiếp theo là một cây mai chiếu thủy. Một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn ha cô chú. À, cây này dáng trực. Trực lắc. Vẽ theo cái form cây giống như là cây bài vậy cô chú. Cây này thì cũng thấy nuôi tay cành cũng khá to. À. Nuôi tay cành to cô chú ơi. Rồi. Quay quay cái mặt bên kia cho anh đi. Ờ, một vòng nữa ha. Rồi. Rồi, đo giúp anh luôn. Giao lưu cây mai chiếu thủy mã số 5A nha chú anh chị. Em cung cấp một số thông tin. Chiều cao của cây là 38 ạ. Rồi, 38. Rồi, bề ngang tầm khoảng 55. Ngang 55. Dạ. Cây này nó có cái bệ ở dưới đây ha quý chú. Bệ cũ cũng khá to á. Dạ. Hoành thân của cây là tầm khoảng 24 ạ. 24. Rồi. Rồi. Xuống dưới này cái giúp anh luôn ha. Đúng rồi, ngang cái củ đế đó nhiêu này. Rồi. Dưới này là khoảng 54. Rồi, 54. Dạ. Cây này mà rồi, cắt nó kéo này, khá ổn luôn chú. Em giao lưu giá 2 triệu 7. 2 triệu 7 em dạ, ha. 2 triệu 7. Rồi, cái này không chậu hả quý cô chú. 2 triệu 7. Đó. Đây một số mặt cắt này ha. Cây thì cũng già xù xì. Rồi đổi giúp em rồi, luôn. Đổi cây ha. Rồi tiếp theo em giao lưu một cây sung. Rồi tới sung ha. Cây rồi. Sung nếp. Cây sung nếp. Cây sung nếp trái. Bonsai. Đó, cây sung quái của cô chú ơi. Sung quái. Này về mình vô chậu đẹp đẹp mình để chân cũng được. Tay cành có sẵn hết trơn rồi. Ngọn đồ làm hết rồi. Đó, mình chơi cái thân quái với chơi trái. Rồi, đo giúp anh luôn ha. Rồi, em giao lưu cây sung nếp mã số 6A nha chú anh chị. Cây này em giao lưu giá 600 ngàn ạ. 600 thôi quý cô chú ơi. Chiều cao của cây tầm khoảng 34 ạ. Rồi. Rồi, vậy ngang tầm khoảng 30 luôn ha. Rồi, ngang 30. Dạ. Hoành thân thì 17 ạ. Rồi, phía dưới thì cũ đấy nó to ra hơn chút theo cô chú. Đây.
600k cho cây sung này, bao ship toàn quốc luôn quý cô chú. Rồi tiếp tục luôn em ơi. Đây một cây sung dáng lắc lượng rất là đẹp luôn quý cô chú. Cây này cái thân nó lắc lượng ha, nó lắc mà nó còn lượng nữa. À, tay cành thì cũng nuôi vậy nè. Cây này cũng có thể bỏ luôn ba nhánh này luôn, bỏ này lấy cái này làm cái ngọn luôn, chơi cây phong cách luôn, độc đáo luôn á. Rồi đo giúp anh luôn. Cây sung nếp này mã là 7A nghe quý cô chú anh chị. 7A. Dạ. 7A. Chiều cao của cây á tầm khoảng 42 cô chú anh chị ơi. Cao 42. Dạ. Bề ngang tầm khoảng 26. Rồi. Rồi, hoành thân nha. Em đo chỗ này 16 ạ. À. Giá em giao lưu cây này 600 luôn. 600 luôn em ha. Ba ship. Cũng ba ship toàn quốc luôn. Dạ. Cái đơn hàng của nhà vườn Hoàng Sơn này em gửi tất cả các đơn hàng đi qua Viettel Post nha. Rồi, đổi luôn em ơi. Dạ. Tiếp tục rồi, một cây sung quái khác nữa. Đó. Mỗi cây mỗi kiểu luôn quý cô chú ơi, không cây nào giống cây nào hết. À, cây mấy cây này đặc biệt là con thấy nó khá liền lạc ha, mặt cắt rất là ít tại vì nuôi tay cành nó to. Rồi, cây này mình có thể chơi cái dáng bye bye cũng được luôn. Đây, thân ba này ra ha. Rồi, đo giúp anh luôn ha. Dạ. Rồi, cây sung nếp này nha, mã là 8A ha. Rồi, 8A. Dạ, em cung cấp ngay cái một số thông tin của cây luôn. Dạ. Chiều cao của cây là tầm khoảng 26 ạ. Rồi, cao 26. Này ngang tầm khoảng 34 nha. Rồi. Dạ. Quanh thân được nhiêu đây? Quanh thân chỗ này em đo tầm khoảng 18 ạ. Rồi, 18. Quý cô chú phía dưới thì to hơn. Rồi, mình đo vậy thôi hả quý chú. Mấy cây này thì cũng không có cái gì nó. Cây này em giao luôn giá 600 á. Rồi, cũng 600 luôn em ha. Dạ. Rồi, đổi giúp anh luôn. Đây, cây này lắc rất là đẹp. Rồi, một cây lắc quái rất là độc đáo quý cô chú. À. Rồi cái mạch này nè, rồi em để mạch này giúp anh đi ha. Dạ. Đây cái mạch này nhìn rất là đã quý cô chú. Cái này sai nhánh này, cái này mình bỏ luôn cái nhánh này quý cô chú ơi, lấy cái ngọn thôi. Với ba cái chi thôi. Rồi đo giúp anh rồi. Luôn. Cây sung ha em giao lưu cây sung mã 9A luôn quý cô chú anh chị ơi. Mã 9A ha. Dạ. Cây này mình cao tầm khoảng 40 ạ. À. 40. Ngang của cây là tầm khoảng 33 đó. 33. Cây dạ. Này vô chậu đẹp quý cô chú ơi. Để dạ. Chạc ra như này. Hoành thân mình được 22 luôn ạ. Rồi, dạ. Tay cành từ phía dưới lên vậy đây. Rồi, mã cây là 9A ha. Cái kéo rồi bo nhiều. Dạ. Giá cây này giao lưu là 700.000 quý cô chú anh chị ơi. 700 ha em dạ, ha. 700. Cây này thì to hơn mấy cây trước ha. Giá nhỉnh hơn chút xíu thôi quý cô chú. Cây này đẹp hơn luôn, đẹp hơn khá nhiều. 700k. Giá 700k. Bao ship toàn quốc luôn. Ship luôn ạ. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Rồi, tiếp theo cây là cây sung luôn. Cây này còn quái dị dữ nữa. À. Quý cô chú chơi tiểu cảnh nè, phối đá hoặc là phối tiểu cảnh lấy mấy cây này ha, rất là độc đáo. Đây. Cây này cũng khá liền lạc luôn quý cô chú. Khá liền. Rồi, vị trí này luôn đi Thảo. Dạ. Cây sung của em mã số 10A quý cô chú anh chị ơi. Cây này cũng cao tầm khoảng 28 á. 28. Dạ. Rồi. Bề ngang cây rộng ha, tầm khoảng 43. Rồi 43. Dạ. Hoành thân được như thế, hoành thân em đo dưới này. Rồi em đo chỗ này ha. Rồi. 22 ạ. À. 22. Dạ. Cây này rất quái ha quý cô chú. Rồi. Cây này rất quái. Liền lạc. Rồi. Rồi giá luôn em cây ơi. Cây sung nếp này em giao lưu giá 700. Cũng 700 rồi, ha. 700 bao ship luôn ạ. À. Bao ship toàn quốc luôn. Hàng Viettel Post luôn. Rồi. Rồi tiếp theo là tới rồi, Linh Sam ha. Linh Sam. Rồi một cây sam song hình quý cô chú ơi. Rồi sam song hình lá chung. À cây này cũng bể đế cũng đây, nó cũng nổi lên vậy nè. À. Cây dáng cũng trực lắc nhẹ nhẹ. Phơm tàn thì cũng đầy đủ. Về mình có thể đệm lại tùy thích ha. Mấy cái này dây thì nó cũng siết rồi nè. Rồi vị trí này đi em ơi. Rồi đo giúp anh luôn ha. Rồi, cây sam ha. Cây sam này cao tầm khoảng 36 quý cô chú anh chị ơi. 36. Dạ.
bề ngang của cây tầm khoảng 50 đó. Rồi 50. Đúng rồi, đo cái bằng thân đó. Bằng thân em đo chỗ này đi. Tầm khoảng 22 ạ. Rồi 22. Hoành cũ rồi luôn em. Hết hết cái này giúp anh luôn. Chàng cái thước qua đây hết giúp anh luôn. Đúng rồi. Tham khảo heo luôn chú. Rồi. Này tầm khoảng 49 ha. Rồi 49. 49. Rồi quay quay. Rồi. Cắt này của chú ha. Cắt nó bít cũng khá nhiều à. Nói chung cây này cũng khá liền lạc. Tay cành lớn, tay cành già. Đây. Ta sửa cũng lâu rồi, ôm dây. Rồi giá luôn rồi, em ơi. Rồi cây đinh sa mã 11A, giá 1 triệu luôn cô chú anh chị ơi. 1 triệu luôn em ha. Dạ, 1 triệu bao ship. Bao ship luôn của cô chú. Mấy dạ. Cái này đóng thùng thôi. Rồi, tiếp theo là cây đinh sa mà. Rồi, cây này có cái dáng bài. Cái dáng bài, cây này khá to ha cô chú. Dạ. Siêu bông, đinh sam siêu bông luôn. Rồi, một cây sam siêu bông. Rồi, mã cây này 12 nghe cô chú anh chị. Ồ, cái thân với cái bệ đế nhìn cũng khá là hoành tráng luôn cô chú. Rồi, tiếp tiếp đi quay quay qua vòng nữa đi em. Dạ. Rồi, vị trí này giúp anh đi ha. Đó. Dạ. Bệ đế nhìn rất là đã cô chú. Rồi. Cung cấp một số thông tin luôn ha. Cây này nó cao cũng tầm khoảng 30 đó. Rồi, cao 30. Dạ. Tổng cái tàn nữa như em. Tàn nó rộng nè. Rồi. Tàn em đo chỗ này nha. Khoảng 48 ạ. Rồi, 48. Dạ. Cho anh cái hoành thân luôn. Rồi, đúng rồi. Đo ngang đó cũng được. Dạ. Rồi, hoành thân của mình là 30. Rồi, ngay cái cổ đế luôn hả cô chú. Trên này thì nó chắc nó nhỏ hơn. Ở dưới đây nha anh. Rồi, dưới này giúp anh luôn. Dạ. Rồi, dưới đây nó rộng đó. Khoảng 78 đó. Rồi 78. Rồi quay quay giúp anh vòng thôi. Dạ. Rễ thì hết hết chậu rồi quý chú, chậu nhựa ha. Này đi thì mình cũng lấy ra chậu ra, còn nếu mà quý cô chú lấy cái chậu nhựa thì anh cũng có thể xếp luôn. Chậu này chậu nhựa không sao. Có bể cũng không sao ha. Dạ. Rồi giá 12, luôn em ơi. 12A giá 1 triệu luôn ạ. À. 1 triệu luôn. Dạ, cây dáng bài quý chú. Bài lắc. Rồi tiếp theo mình tới khế ha. Những cây khế để bàn nè quý cô chú. Những cây khế để bàn, cái này là khế thường mình ghép khế Nhật nữa nghe quý cô chú. Ghép chỉ mấy bo thôi, hai bo. Ví dụ cái này là ghép hai bo nè. Mà khế Nhật thì nó xiên bông với xiên trái dữ lắm. Trái nó ra nhỏ 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 thôi. Mấy cái này thí dụ như đây là mình vô cái chậu nhỏ nhỏ ha. Mình bắt tay chi lại nó tròn tàn cái là mình để chân chơi được rồi. Chơi bông chơi trái luôn. Rồi em rồi vị trí này đi. Dáng nó nằm như nào quý cô chú. Dáng nằm cong bắp lên cái ha quý cô chú anh chị. Cái này thay cái chậu oval á, hoặc là chậu chữ nhật dài dài á. Cái này có cao tầm khoảng 34 ạ. Rồi 34. Dạ. Cái tàn được nhiêu đây? Cái tàn ngang tầm khoảng 30 ạ. Rồi 30. Dạ. Thân cũng khá quá ha. Thân em đo hoành 16 ạ. Rồi hoành 16. Cây bonsai mini. Để bàn. Cây khế. Rồi chơi bông chơi trái luôn. Giá nhiêu đây em ơi? Giá giao lưu em 500 ạ. 500. Xếp toàn quốc luôn quý cô chú. Rồi tiếp tục em ơi. Theo là một cây khế ha. Một cây khế tiếp theo luôn. Cũng là cây khế thường mình ghép khế Nhật hả quý chú. Dạ. Cây thì đang khỏe. Cái cọng dây này thì mình vịn, còn không biết vịn cái gì luôn. Vịn vô cái bầu này quý cô chú ơi. Rồi. Em cung cấp một số thông tin của cây nha. Cây này nó cao tầm khoảng 25 á quý cô chú anh chị. Cao 25. Tán ngang rộng 33 luôn. Rồi rộng 33 luôn. Em đo hoành chỗ này ha. Được 14 ạ. Rồi giá luôn em ơi. Cái cây khế này thì giá 500 ngàn ạ. Cũng 500 luôn em ha. 500 ngàn bao ship luôn ạ. Rồi. Rồi đổi giúp anh luôn. Đây. Cây này con rồi, khế luôn. Cũng 500 luôn hay gì? 500 luôn. Rồi, cây này 5, giá 500 luôn. Tàn cũng khá đó, khá tròn hả cô chú. Tàn tròn mịn rồi. Dạ. Đặc biệt cây này có cục gù quái quái ha. Rồi. Để vậy luôn đi em. Rồi đo giúp anh luôn đi ha. Dạ. Cây khế nha, mã cây khế 15 trái luôn. Nghe cái gì? Dạ, cây này mình cao 29 ạ. 29. Rồi. Bề ngang của cây tầm khoảng 37 đó. Rồi, 37. Rồi. Thân nha. Hoành thân là 15 ạ. Rồi. Hoành thân 15. Rồi. Khế này em cũng giao lưu giá 500 luôn quý cô chú anh chị ơi, mã 15A. 15A. Dạ. 500 luôn quý cô chú ơi. Rồi. Rồi, đặc biệt hôm nay
một cây bông trang, một cây trang ghép trang Đài Loan của chú. Đây cái lá trang Đài Loan nó tròn tròn bầu bầu vậy nè, mà nó màu xanh nó khác ha, mấy cái lá trang khác ha. Nó ra cái bông rất là đẹp của chú, trên cái bông nó có nhiều màu lắm, màu vàng, màu cam, màu đỏ luôn, dạ. Nó chuyển màu luôn. À, cái bông nó rất to đẹp luôn. À, đặc biệt cây này nhỏ nhỏ nhưng mà cái củ rất là to ha, cái củ quái luôn, củ đặc to luôn. À, quay tròn vòng giúp anh ha, củ nó sáng sáng như này của chú. Sáng sáng. Lên trên này thì những cái bo ghép nè, cây này bonsai để bàn nè. Dạ. Chuẩn bị cho bông rồi quý chú ơi. Rồi, vị trí này luôn giúp anh ha. Cây bông trang ha, mã cây 16A quý chú anh chị. Cây này nó cao tầm khoảng 32 đó. 32. Dạ, 32. Tàn thì mình đo tương đối vậy thôi ha. Cũng được 30 ạ. 30 thôi quý chú. Nó ba nhánh lên nè, một thân lên ba nhánh. Thân này nó nhỏ bằng ngón tay cái mình thôi, khỏi đo em ơi. Đo cái này nè, đo phía dưới này, nguyên cái cục này là bao nhiêu đây? Nguyên cái củ này đúng rồi. Dạ. Đo hết cái củ gọn gọn này là nhiêu. Cái củ nó khoảng 36 ha. 36 ha. Đặt luôn nha quý cô chú. Củ này khá quá á. Cây bông trang này em giao luôn mà, mã 16A, giá 400 luôn ạ. 400 thôi quý cô chú ơi. Rồi. Còn cây kiều hùng nữa ha. Rồi, cây kiều hùng nữa ha. Rồi, cây cuối luôn anh ha. Cây cuối luôn. Rồi, một cây kiều hùng là mã số mấy nè? Dạ, mã cây cuối, mã 17A luôn anh ạ. 17A. Dạ. Một cây kiều hùng. Rồi. Cây này có thể sắp dây lại hết cô chú. À, cây này nó có cái bộ đế vậy nè. Bộ đế tròn vo vậy nè. Mình về theo con nghĩ là mình có thể cắt bonsai lại mình chơi cây này. Nó lên. Đế thì nó cuộn cuộn. Tàn thì nó lên, hiện giờ vậy thôi. Rồi đo giúp anh chiều cao luôn em. Thông tin ha. Thông tin của cây này nó cao. Cao cũng tầm khoảng 55 ạ. Rồi, cao 55. Rồi, tán ngang tầm khoảng 57. Tán ngang 57. Dạ. Rồi, em đo hoành thân chỗ này ha. Cũng được 31 á. Rồi 31. Em dạ. đo cái đường kính này giùm anh, không thôi hết cái này luôn cũng được. Rồi. Rồi mình hảo quá. Rồi, Thảo cũng mới làm cho nên cũng chưa có được. Rồi, Hảo Hạ em đo dưới này tầm khoảng 80 á. Rồi, 80 ha. Cây mã số 17A ha, giá giao lưu của em là 900. 900 ha. Dạ, rồi, 900. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại anh Sơn có trên màn hình hết chú. Dạ. Đây cũng là cây cuối em ha. Dạ. Rồi mình chào luôn ha. Rồi, cái đây cũng là cây cuối ạ. Nhà vườn Hoàng Sơn xin chào quý khách ạ. Rồi. Kính chúc quý cô chú anh chị sức khỏe ạ. Mong quý cô chú anh chị đăng ký và ủng hộ kênh trong thời gian sắp tới ạ. Rồi. Chào ạ. Anh cũng chào Thảo ha. Dạ. Con cũng kết thúc đây hết cô chú. Quý cô chú yêu mến xin mời ủng hộ cho anh Sơn. Con xin hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Dạ.